tổng ra những ngày Tết mình đã trải qua đã là gần khoảng 2 tuần lễ nay rồi. Và Nga sẽ dùng những cái món đó và Nga sẽ chế biến lại một cái món ăn dùng cho buổi ăn buổi chiều nay. Và Nga sẽ cho các bạn xem cái món ăn đó là món gì. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn, mình sẽ cho mọi người xem là ở nhà bếp của mình có những gì và mình sẽ vận dụng những cái món đó để mà mình chế biến thành một món thức ăn. Và Nga nói thật sự là mình, phương châm của mình là sử dụng những gì mà càng nhanh càng tốt, càng đỡ mất thời gian, đó là phương châm của mình. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vô nhà bếp mình coi mình còn món gì nha. Tại vì mẹ của Nga đi chợ mua rất là nhiều món, bỏ tủ lạnh cứ khoảng mỗi Tết rất là nhiều món. Và bây giờ Nga cũng chả biết còn cái gì hết, nhưng mà mình sẽ coi rồi từ đó mình sẽ bắt đầu thực hiện những món ăn. Rồi chúng ta bắt đầu nha. Và bây giờ thì Nga đi vô nhà bếp và Nga coi coi trong nhà bếp còn món gì ha. Sau khi mà mình kiểm tra tủ lạnh của nhà mình, mẹ thường thường hay mua rất nhiều món mà giờ mẹ đã chế biến gần như là còn nào là thịt kho, rồi nào là gà này kia, thì trong đó thì Nga thấy có hai món rất là thích hợp và còn lại được hai món này, và Nga sẽ dùng hai món này và chế biến thành. Đầu tiên mọi người nhìn nè, ở đây có một cái hũ cải mồng dừa. Cứ đến Tết là mẹ Nga hay làm một món là cải chua, là cái mồng dừa, hay mình còn gọi là mồng dừa, hay là dưa món. Thì hai món này cũng còn y nguyên. Dưa món thì mình sẽ chế biến một món khác, thì qua một cái đoạn clip khác thì Nga sẽ cho mấy anh chị xem là cái món đi dưa món là món gì. Nhưng mà bây giờ thì Nga sẽ thực hiện từ cái món cải mồng dừa này nha. Rồi, bây giờ Nga đã lấy cái món cải mồng dừa này ra và Nga kiểm tra tủ lạnh á, thì hiện tại bây giờ tủ lạnh nhà Nga có hai món. Thứ nhất là món gà, thứ hai gà này là gà chiên rồi. Và Nga ăn thiếu dụng cứ ba cái đùi này mà mình cứ ăn hoài thì mình ngán, mình sẽ vận dụng dùng cái đùi gà chiên này hoặc là gà chiên gà quay của các anh chị có, thì các anh chị có thể chế biến thành món khác. Và món thứ hai đó là món cải mồng dừa với cá. Hai cái này mình sẽ nấu thành một cái dạng canh chua và nhanh tốc kỳ luôn, Nga nói thiệt á. Và Nga sẽ tiến hành quy trình nấu món cá với cải mồng dừa. Thông thường á thì mình sẽ có nhiều cách chế biến đối với cải mồng dừa. Rồi, hồi nãy Nga có nói là cái cải mồng dừa này á mình sẽ được chế biến rất là nhiều món. Và đầu tiên thì Nga sẽ chế biến món là canh cá cải mồng dừa. Cá thì mọi người có thể sử dụng một là cá diêu hồng cũng được, hai là mình sử dụng cá chép ha. Thì cá diêu hồng thì thông thường nó dễ mua hơn so với cá chép. Cá chép thì tùy, có khi chợ bán thì mình mua cộng có thì mình cá diêu hồng. Thứ hai là cải mồng dừa. Và Nga sẽ tiến hành cái cây cải mồng dừa này nè, mình sẽ chế biến được hai món. Hồi nãy Nga có nói là cải mồng dừa thì chế biến được rất nhiều món, nào là món canh chua, món đồ xào, đồ kho, thì mình sẽ dùng nó để mà chế biến vô thì nó sẽ làm cho mình cái vị giác của mình không cảm giác là bị ngán khi mà mình ăn. Tại vì ăn cái dưỡng vậy nếu mà mình nó hơi chua chua, đặc biệt là nó đối với giống như canh chua hay là gà chiên hay gà quay á, mà mình sau khi hoặc là thịt quay sau khi mà mình ăn xong những cái phần, ví dụ Nga nói phần thịt đi, mình còn cái phần xương thì mình cũng có thể là lấy cái cọng dừa này mình bỏ vô mình kho và nó cũng sẽ tạo ra một cái món ăn mới cho mình. Và mình sẽ bắt đầu tiến hành, bây giờ mình sẽ nấu món là canh cá cải mồng dừa hay còn gọi là canh chua cải mồng dừa. Và mình sẽ tiến hành cái món này rất nhanh và bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành nha. Rồi, bây giờ đầu tiên Nga sẽ cắt miếng cá này ra. Do mình thực hiện cái khẩu phần ăn này chỉ có khoảng chừng 2 người thôi ha, thì Nga cắt chừng 2 khứa cá này. Nhưng sẵn đó Nga cắt luôn ra làm 4 cho nó nhanh gọn lẹ, để mình còn làm cái việc khác nữa. Rồi mình cắt ra cá ra. Thank you.
cắt ra làm 4 khứa nhưng mình chỉ có sử dụng khoảng 2 khứa thôi để mình nấu một tô canh chua nhỏ. Rồi, kế tiếp thì Nga mới tiến hành cắt cải mòng dưa. Đây là một cây cải mòng dưa nhưng mà mình sẽ sử dụng phân nửa thôi. Còn phân nửa lát hồi mình sẽ làm qua một món khác để hoặc là mình để ngày mai ha, mình làm món khác. Rồi bây giờ Nga dùng cây cải mòng dưa này, Nga sẽ cắt nó nhỏ ra. Món ăn này thật sự rất là đơn giản, không có khó và nó rất là gần gũi. Nga nhớ hồi đó là bà ngoại hay làm món này lắm. Và món cải mòng dưa này là rất là phổ biến. Hầu như là Nga thấy là cứ người dân là ăn cơm, một là ăn cải mòng dưa, người ta hay muối cải mòng dưa. Và nhiều khi muối gấp thì chỉ trong vòng 1 ngày hoặc 2 ngày là ăn được, theo cái nhiều cách muối khác nhau. Và cải mòng dưa thì Nga đã cắt xong rồi ha. Bây giờ Nga sẽ bỏ nó ra bên dĩa. Nga sẽ để cải mòng dưa qua một cái dĩa khác để mà chuẩn bị. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Canh thể mà canh chua cải mòng dưa mà nấu với cá thì bắt buộc là mình phải có ớt. Và Nga cũng lấy ớt ra, Nga cắt sẵn luôn. Nga lấy hai một cái ớt thôi, tùy theo mình ăn cay hay không cay. Này mình cắt sẵn lát hồi mình chỉ cần bỏ nó vô. Khi mà cải sôi lên thì mình bỏ vô, rồi một chút xíu rồi mình tắt ha. Rồi, canh chua rồi phải có ớt. Rồi Nga chuẩn bị cả ớt xong. Rồi sau đó Nga chuẩn bị hành lá. Mình sẽ lấy hành lá và mình cắt ra để lát hồi mình bỏ vô cái khúc sau. Nhưng mà mình sẽ tận dụng cái gốc hành để lát hồi mình phi lên cho nó thơm. Mình chuẩn bị mình để tất cả qua một góc như thế này. Rồi bây giờ Nga cũng chuẩn bị tỏi. Để canh chua ngon thì cần đến khúc đó thì mình phải phi tỏi bỏ vô thì nó sẽ tạo ra mùi thơm. Thì Nga cũng bầm tỏi nhỏ ra luôn. Rồi bây giờ mình tiến hành bầm mấy cái tỏi này để mà lát hồi mình sẽ phi tỏi. Món canh chua này với cả canh chua cải mòng dưa nấu với cá, canh cải mòng dưa nấu với cá thật sự là ăn rất ngon vào cái những ngày mà trời lạnh, rồi trời mưa, trời nóng cũng được nữa. Nó tạo thành một cái món ăn giống như là khi mình ăn vô mình sẽ đỡ ngán rất nhiều. Và cái độ chua của cải á, nó là một cái loại mà men mà lên men tự nhiên nên mình không có sợ gì hết. Thay vì mình nấu canh chua thông thường thì mình lấy cái mòng dưa mình nấu, nó tạo ra một cái món ăn thật hấp dẫn luôn. Bây giờ Nga sẽ bầm những cái này ra nhuyễn hết. Rồi Nga đã bầm xong, mình cũng cho nó vô một góc trên dĩa luôn. Mình chuẩn bị sẵn hết mọi nguyên vật liệu. Rồi xong đây, mình cho đây mình chuẩn bị cải mòng dưa nấu cho khẩu phần khoảng 2 người ăn thôi ha. Rồi hành, tỏi, ớt mình chuẩn bị sẵn. Rồi cá. Rồi bây giờ mình bắt đầu tiến hành. Bây giờ Nga tiến hành nấu canh. Nga bắt lên bếp, nồi lên bếp. Và bây giờ Nga sẽ bỏ dầu ăn vào. Mình cho một muỗng dầu.
Mình chờ dầu nóng ha. Nga bỏ một chút tỏi vào, Nga sẽ phi nó lên. Sẽ để ở ngoài để làm chi? Lát hồi các anh chị sẽ biết là tại sao Nga lấy một miếng ra. Tỏi đang vàng ha. Bây giờ Nga sẽ cho cả đồ nêm, gia vị nêm vào luôn. Rồi đầu tiên Nga sẽ cho tầm khoảng 2 muỗng cà phê bột nêm. Kế tiếp thì Nga sẽ cho vô đường, không phải muỗng thì dùng muỗng hơi cạn cạn thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và chờ cái canh
này nó sôi. Chỉ dừng chút xíu là cá nó sẽ sôi lên. Và bây giờ thì cá bắt đầu sôi. Khi cá sôi lên, Nga sẽ cho cải dưa vào. Và mình cũng chờ cho một chút xíu. Tại vì sao? Tại vì trong cái cải mồng dưa này nè, nó có cái chất chua. Và khi mình chờ nâu cho nó sôi lên một cái nữa thì cái chất chua trong cải mồng dưa sẽ hòa quyện với cái vị nêm cộng thêm cái vị ngọt của cá nữa, nó sẽ tạo ra một cái vị ngọt rất là thanh. Và giống như canh chua, có nghĩa là mình khỏi cần phải bỏ me, tại vì cái độ chua của cái mồng dưa này nó sẽ đưa vào trong cái nước canh. Và sau đó thì mình phải nêm lại chút xíu nếu như mà ngọt. Nếu như mà nghe nói là nó bị ngọt á thì mình có thể mình gia giảm một chút xíu lượng nước vô. Nếu như mà nó lạt thì mình sẽ nêm chút xíu nước mắm. Nếu như mà nó mặn thì mình cho chút nước để cho cái canh của mình không phải nó bị mặn. Tại vì khi mà bị mặn thì không phải là món canh nữa mà nó là món mặn rồi, mà khi mà canh là phải vừa vừa thôi ha. Và nếu như vậy thì nó sẽ ăn rất là tuyệt. Hồi nãy Nga có cho hai cái muỗng một nêm nhỏ xíu á, bây giờ Nga thấy và Nga nêm á thì Nga thấy cái vị nó chưa được ok lắm. Và Nga cho một muỗng cà phê đường nhưng mà lớn thôi, nhưng mà cái gia vị bây giờ là có vẻ như nó hơi bị chua một chút và nó chưa có đến nội là gọi là vừa ăn theo ý của mình. Do đó mình mới quyết định là cho thêm nửa muỗng cà phê đường nữa, lẫn muỗng lẫn đường đi ha. Và sau đó Nga sẽ nêm một chút nước mắm. Tại vì sao Nga nêm nước mắm? Thật sự canh chua mình nên nêm nước mắm, nó sẽ tạo ra cái vị nó ngon hơn so với mình nêm muối. Do đó Nga sẽ lấy nước mắm và Nga nêm vô thêm. Và sau khi Nga đã nêm thêm một muỗng đường nữa, có nghĩa là bây giờ tổng cộng trong cái phần này á, Nga cho là khoảng 3 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê một nêm và khoảng nửa muỗng cơm mà mình ăn cơm á, nước mắm. Tùy theo cái độ chua của cái cải chua ở nhà các bạn làm hay là bạn mua ở ngoài tiệm mà mình sẽ cho cái lượng, giống như cái nêm của mình nó sẽ gia giảm theo cái vị chua đó. Hồi nãy Nga có nói rồi, nếu chua quá thì mình sẽ cho nước vào để nó giảm độ chua. Và nếu như mà chưa đến thì mình sẽ cho chút xíu đường để tạo ra cái vị hơi hơi ngọt thôi, chứ không phải ngọt liền như chè. Do đó là mọi người cứ tùy theo khẩu vị của mình. Tại vì tùy theo khẩu vị, người Nam thì ăn khẩu vị khác, người Trung ăn khẩu vị khác và người Bắc ăn khẩu vị khác. Tùy theo cái đó là của gia đình các bạn. Do đó là mọi người có thể tùy theo đó mà gia giảm nha. Bây giờ Nga sẽ chờ một chút xíu để cho Nga đậy nắp, là Nga sẽ cho cái này nó sôi lên một chút nữa để cho cá chặt ăn là nó chín. Và bây giờ cá đã chín rồi, Nga sẽ cho ớt vào. Hồi nãy đầu tiên á, Nga có bầm ớt á, thì bây giờ Nga sẽ cho ớt vào để nó có thể khử cái mùi tanh, đồng thời có vị hơi cay cay. Rồi, hồi nãy đầu tiên Nga có nói với các anh chị mà mình có bỏ hành tỏi mà mình phi hồi đầu á, để làm chi? Tỏi mình phi hồi đầu để cho nó khi mà mình bắt xuống mà mình dọn ra tô để mình ăn á, mình cho nó vào thì nó sẽ tạo ra một mùi thơm rất hấp dẫn cho cái cải chua và cái món canh chua, đặc biệt là canh chua mà khi mà mình có phi tỏi mà bỏ cuối cùng á, nó sẽ tạo ra rất là thơm và đặc trưng của cái mùi canh chua nữa. Rồi bây giờ Nga sẽ bắt ra tô, đổ ra tô và Nga chuẩn bị để mà ăn cái món này. Rồi bây giờ Nga tiến hành múc cái cá ra tô. Rồi,
bây giờ Nga cho để cho tỏi và nãy cà phê vô trong đây, cộng thêm Nga bỏ hành lá vô. Rồi Nga sẽ chế nước canh vô, như thế nó mới chín cái hành lá. Rồi xong ha. Sau đó hãy cho một chút tiêu vào, chút xíu tiêu vào. Rồi các bạn giờ đây thấy là mình đã có một tô canh. Rồi như thế Nga đã thực hiện xong cái món tô canh chua cải mục dưa nấu với cá, và các anh chị có thể dùng ngay bây giờ. Và các bước thực hiện rất là đơn giản, do đó thì Nga mong rằng mọi người có thể làm những cái món ăn ngon cho gia đình mình và tiết kiệm thời gian càng tốt, vì bây giờ thời gian của mình sẽ tạo ra những cái mối giống như tạo ra được nhiều cái giá trị riêng của nó. Và Nga chúc mọi người ngon miệng nha. Xin chào ạ.